Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một tác phẩm, đó chính là một mẫu bảo bình mẫu chế tác hình ảnh là song phụng trường thọ mọi người nhé. Em xin phép giới thiệu qua về tác phẩm này. Chất liệu làm nên tác phẩm này là chất sứ trắng họa tiết vẽ tay và đã được mạ thêm vàng 24K. Vàng này là sau khi đã hoàn thành tác phẩm, vẽ vàng nước lên bên trên và nung lại ở nhiệt độ 800 độ C. Cái vàng nó sẽ bám trên này chắc giống như vàng mạ ở trên nhẫn hay trên đồng hồ. Và tác phẩm này thì thuộc dòng sứ trắng. Để tạo ra chất sứ này thì nguyên liệu làm sẽ phải được lựa chọn là đất sét trắng, lọc loại bỏ toàn bộ những tạp chất ở trong đất ra và nghiền đất trong thời gian là 60 giờ đồng hồ để hạt đất nhỏ mịn. Và mức nhiệt nung của tác phẩm này là lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá và âm thanh đanh trong và vang tiếng. Em sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh. Đây là em gõ bằng tay thôi, gõ bằng tay là đã âm thanh đã vang như vậy rồi. Chất sứ trắng thì ở đây đã phủ toàn bộ màu rồi, thì em sẽ ngửa cái miệng bình lên cho mọi người nhìn. Chất sứ trắng nó sẽ như thế này nhé. Đây là chất sứ trắng này. Đấy, sứ trắng tinh như đá. Và tác phẩm này thì hiện tại là em đang lên mẫu cho mọi người ngắm nhìn mẫu, còn nếu như mà mọi người có nhu cầu đặt theo cặp thì bên em sẽ nhận chế tác nhé. Nhận chế tác theo cặp. Tác phẩm này với kích thước chiều cao là 84, tính từ chân cho đến miệng này không tính cái phần đế, và đường kính bụng của tác phẩm này là 44 cm. Đường kính bụng là tính từ bên này sang bên này. Anh chị cũng nhìn thấy hình ảnh là một cặp chim phượng hoàng. Chim phượng hoàng là biểu tượng cho quyền lực và địa vị trong xã hội. Chim phượng hoàng còn mang một ý nghĩa là biểu tượng cho sự trường tồn và tái sinh, nghĩa là không bao giờ bị lụi tàn bất diệt, nghĩa là sẽ trường tồn mãi mãi. Đây là cái ý nghĩa của hình ảnh chim phượng hoàng. Kết hợp với cái họa tiết chính là hình ảnh chim phượng hoàng, là hình ảnh chim và hoa, những cái loại chim quý và hình ảnh những bông hoa đang khoe sắc thắm. Cái chất sứ này sẽ là chất sứ trắng xuyên sáng mọi người nhé. Mọi người em dùng cái đèn điện thoại rất là nhỏ này, em sẽ dọi vào đây. Mọi người nhìn ở phần trên miệng này sẽ có cái chấm nhỏ đang di chuyển này. Cái chấm trắng nhỏ đang di chuyển. Đây mọi người cùng nhìn nhé. Cái đèn này em dọi rất là nhỏ, em sử dụng cái đèn nhỏ này để thấy được cái độ tinh của đất nó là như thế nào. Ánh sáng yếu nhưng mà vẫn sẽ rọi được qua chất đất này. Thì để tạo ra cái chất sứ này rồi thì phải được lọc, lọc rất là kỹ để loại bỏ tất cả những cái tạp chất mà nó sẽ cản trở cái đường đường đi của ánh sáng ấy. Đây là mặt một mặt được chế tác hình ảnh là một cặp chim phượng hoàng. Mặt bên này thì được chế tác hình ảnh là chim hạc và hoa sen. Chim hạc và hoa sen, chim hạc là biểu tượng cho trí tuệ và sự trường thọ. Đấy là hình ảnh chim hạc. Hoa sen là một loại hoa biểu tượng cho cái ý chí nghị lực kiên cường và vượt qua tất cả gian nan khó khăn. Đây là cái ý nghĩa của hoa sen. Nghĩa là tất cả các tích cảnh trên cái tác phẩm này đều mang một cái ý nghĩa. Ngoài ra thì được trên tác phẩm sẽ được chế tác là bốn loại hoa biểu tượng của bốn mùa xuân hạ thu đông. Em sẽ cho tác phẩm quay để mọi người cùng ngắm nhìn nhé. Và tất cả những sản phẩm này thì bên em sẽ đều giao tận nơi toàn quốc nhận hàng, kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng và thanh toán. Cái vàng này thì mọi người yên tâm, vàng này thì bản thân là đã nung qua lửa rồi, sẽ bám ở trên này rất là chắc, sẽ không tự dưng mà có thể là bị xuống màu. Cái vàng này bên em sẽ bảo hành cho mọi người lên đến 10 năm là vàng không bị xuống màu, không bị xỉn nhé. Còn bản thân vàng là một lớp mỏng ngoài men, nếu như mà mình cứ ma sát nhiều thì vàng có thể nó sẽ bị mài mòn, đấy là cái điều hiển nhiên, đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Và bây giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.
Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp, bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy là em đã làm những sản phẩm thành video chi tiết nhất để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Và hiện tại bây giờ em đang làm hai kênh, một kênh là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì em sẽ đưa rất nhiều những dòng sản phẩm của Bát Tràng lên trên kênh, và mọi người có thể truy cập vào kênh để tìm kiếm những dòng sản phẩm bao gồm như là đồ gia dụng, ấm chén bát đĩa, đồ thờ và đồ phong thủy. Và một kênh thứ hai là kênh vật phẩm phong thủy. Kênh vật phẩm phong thủy thì em sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm bình gốm phong thủy lên trên kênh để cho mọi người có thể tìm dễ dàng hơn. Và mọi người có thể truy cập vào kênh vào mục danh sách phát, tìm kiếm những danh mục em đã chia nhỏ ra để mọi người có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ hai kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam do chính tay người Việt làm ra. Và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em, và rất cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.